Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Mến chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có đó. Anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à? Đi hoài à? Vợ đâu đi hoài? Không phải. 16 đến 5-6 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em mới muốn một cái người đó. Dù em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt bật là vũ khí đó. Mình bật lên đó rồi người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh là. Vì lần đầu mình sợ nhất là cái tóm lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đúng là... không? Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Em chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn, dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi chào em. Dạ chị, em không nhậu được, không nhậu. Cái uống không biết nhậu. À, dạ không nhậu. Nhậu uống một hai ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là. Đó tốt chứ coi đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ cái gì không? Em sợ ma lắm anh. Thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài đó em chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy em thấy một bóng đen em sợ. Em chạy hết đà, em chạy về nhà. Thay ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. Mà qua ngày hôm sau mới đi ngang, đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Trời thấy ơi. Cục xi măng nhưng thấy con ma em sợ, con ma em mặc cái ghê lắm. Dài rồi lắng con đồng hồ rồi răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp à hả? Yeah. Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à, em sống ba mẹ. Nghĩa là làm đó. Dâu đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm, em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, đang buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi, chơi luôn đi. Có sập sân khấu không? Dạ được. Em làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Coi là gia đình mình có ủng hộ không? Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai em xin dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc, nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em, nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Rồi. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em, anh bà con. Rồi chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha. Để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà khoe liền đúng không? Rồi mở rào. Anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. Cảm ơn.
Rồi, hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống một hơi với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui à, muốn hỏi anh thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? À? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không? Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi hoài. Không phải. Đi bộ, đi bộ á chứ mày dạ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh, đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi vậy. À sao mày? Đạt được bao nhiêu phần trăm thôi, tiêu chuẩn của em? Khoảng 50%. 50%? Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng không phạt. 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút để uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À, nắm tay nhau với bạn. Rồi hãy chào các bạn hạnh phúc nha. Hai bạn. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được. Không má hay không đầu em?